Có khỏe không? Rồi những ngày qua anh thế nào? Rồi những ngày qua anh phải sống trong nỗi cô đơn, phố đông tim lạnh lòng say mình anh yêu anh. Giờ em nơi đâu? Xin anh trả lời một lần anh đi. Lý do anh ta kết thúc là tại sao? Đừng tìm những ký ức anh thấy lòng mình nghẹn ngào, mà tim nhói đau như đang ngàn ngàn vết dao. Vì anh ra đi chẳng một câu chào, bỏ rơi anh cùng kỷ niệm hôm. Làm sao dai mãi được đây tình yêu? Chẳng đến bao ngày đầy nắng, mang theo mình nụ cười say đắm. Làm sao dai mãi được đây tình yêu? Một hai ngày dài chôn mãi, tuần qua rồi chờ anh tới. Thứ hai anh thao dần không? Em chê anh xấu em không yêu anh ý. Thế thì anh nói em luôn này. Rồi anh sẽ sửa sang, cắt tóc với vuốt keo, cạo râu thay quần. Sáng mịn xịn thơm, em thấy có chất không? Đẹp trai nhất đội thợ xây là anh đây. Free Fire là rác, dâu đây cũng xin rác một bài. Bạn nói game lửa chú bôi bác, nhưng điều bạn nói là hoàn toàn sai. Bạn nói Free Fire toàn trẻ trâu, hãy nhìn kỹ và suy nghĩ bằng đầu. Anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên, để ta chia nhau về những đêm buông mền nhoài. Và anh chẳng mong đây là vật tương lai. Em nơi đâu có nghe tên anh gọi đời. Hãy đến đây với anh, mình cùng chung đôi. Ông xin đưa ta mãi bên nhau tới già. Rồi sau này con cháu kêu ta ông với bà. Em nói sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là thất bại. Chưa? Đây là lỗ lẻn số 1. Thì còn thiếu 19 con nữa. Đấy. Bạn xem nào, xem nha. Là tỏ tôi không ở xa lắm, sống ở bên kia đổi, bên kia đổi xanh xanh. Và con ơi bạn tại sao lại trông si thế? Đi theo hội mình nào, mình cùng hội chúng.
gặp nhau thật xa, gặp nhau và quen nhau cũng đã.